Bác Kim Thảo, tận tâm chăm sóc sức khỏe gia đình Việt. Hôm nay, bác Kim Thảo xin được chia sẻ tới quý khách hàng thân thiết của shop chúng tôi cách sử dụng bộ đệm song ngải cứu cho việc trị liệu bệnh đau vai gáy. Đầu tiên là vỏ bọc của đệm giúp giảm khói và mùi, bạn có thể dùng hoặc không dùng là theo nhu cầu mà không ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu. Tiếp theo là mặt nắp đệm, bên trong là xương gỗ, bên ngoài là nệm và vải gai, được gia cường bằng tấm inox 304. Vỉ lót chặn tàn inox giúp mặt nệm thêm chắc chắn. Bên trong buồng đốt là khung chậu và khay bàn ghim, được làm dưới dạng inox tự tính, được gắn kết với nhau bởi lam châm, giúp cho việc sử dụng đệm linh hoạt và cơ động thích ứng với nhiều tư thế khó trong hoạt động trị liệu. Phía trên được gắn đinh ghim điếu giúp cố định điếu ngải và có các vẫy chặn tàn phía dưới. Hãy truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video để biết thêm thông tin chi tiết. Và sau đây, bác Kim Thảo xin được hướng dẫn các bác cách ghim và đốt điếu ngải sao cho an toàn và thuận tiện cho mình nhất. Mỗi một liệu trình xong, cần sử dụng 3 đến 4 điếu ngải. Cũng tùy vào thể trạng và nhu cầu trị liệu mà bạn có thể điều chỉnh số lượng điếu ngải cho phù hợp. Cắm chặt điếu ngải vào bàn ghim bộ đệm. Và thời gian trị liệu cho mỗi lần là từ 30 đến 35 phút. Thành phần ngải điếu của bác Kim Thảo là được làm từ 100% nhung ngải thảo. Sản phẩm rất an toàn, thân thiện và lành tính với mọi người, mọi lứa tuổi. Việc sử dụng vật lửa khò titan giúp cho việc đốt điếu ngải trở nên nhanh chóng và đơn giản. Phía cuối của bật lửa này còn có van điều chỉnh ngọn lửa. Hãy truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video để biết thêm thông tin chi tiết. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm với nhiều thao tác khi sử dụng bộ đệm song ngải cứu của Bách Kim Thảo mà không phải lo sợ bị bỏng hay khả năng gây cháy. Hãy quan sát và chắc chắn những điếu ngải mà bạn vừa chăm đã cháy đều, sau đó đậy lại vỉ chặn tàn và nắp của bộ đệm. Kiểm tra nắp nệm cho chắc chắn. Mở van điều chỉnh hai bên hông của bộ đệm. Van được mở càng lớn thì nhiệt bốc lên càng cao và ngược lại. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh dễ dàng, liên tục ngay cả khi đang xong. Hãy điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với bản thân. Và sau đây, bác Kim Thảo sẽ hướng dẫn bạn tư thế nằm song đệm ngải cứu, giúp trị liệu bệnh đau vai gáy. Hãy chọn cho mình chỗ nằm phù hợp sao cho thuận tiện nhất, đặt đệm vào vị trí và chuẩn bị sẵn một chiếc gối, kê phần lưng dọc theo đốt sống xuống phía dưới thắt lưng. Hãy truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video để biết thêm thông tin chi tiết. Với tư thế này, người bệnh luôn cảm thấy dễ chịu, cơ thể được thả lỏng, mặt lưng, vùng vai gáy và cổ được tiếp xúc trực tiếp với mặt trên của nệm. Nhiệt độ nóng giúp bề mặt da được thư giãn và đào thải nhiều độc tố, qua đó cũng giúp cho tinh dầu ngải thẩm thấu vào sâu bên trong cơ thể. Hơi ngải, thuần dương sẽ khai thông và cứu các vùng huyệt vị bị bế, giải phóng sự chèn ép của các đốt xương khớp, các bó gân, cơ và hệ thần kinh bị tổn thương. Tư thế thứ hai, người bệnh có thể ngồi để song khi sử dụng bộ đệm song ngải cứu. Ngồi tựa lưng sát vào tường hoặc lưng ghế, dùng gối hoặc nệm để tựa phần lưng. Đưa bộ đệm song ra phía sau, sao cho mặt đệm nắp sát vào vùng vai gáy. Với tư thế này, người bệnh cũng sẽ luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trên đây là hai cách sử dụng bộ đệm song ngải cứu của Bách Kim Thảo để song trị liệu vùng vai gáy và đốt sống cổ một cách hiệu quả nhất và an toàn nhất. Với những thao tác đơn giản và dễ dàng này, chắc hẳn quý khách hàng của Bách Kim Thảo luôn cảm thấy yên tâm và dễ chịu khi sử dụng bộ đệm song ngải cứu của chúng tôi.
Sử dụng ngải điếu của bách kim thảo sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc trị liệu. Bách kim thảo xin kính chúc quý bà con, cô bác, quý anh chị gần xa, những ai đang xem video này thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công và niềm vui trong cuộc sống, an nhiên, tự tại, lạc quan và yêu đời. Chúc cho việc điều trị và trị liệu bệnh mau sớm thành công. Hãy cùng bách kim thảo chung tay xây dựng sức khỏe cộng đồng. Bách kim thảo tận tâm chăm sóc sức khỏe gia đình Việt. Bách kim thảo trân trọng giới thiệu gói mua hàng ưu đãi của bộ sản phẩm bệnh sông ngải cứu. Hãy truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video để biết thêm thông tin chi tiết. Mọi chi tiết xin liên hệ 0886382680. Tin nhắc lại 0886382680.